Đây là một nghệ sĩ nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ. Nhớ chưa? Một phút bắt đầu. Người ấy bằng tuổi tôi, đúng không? Sẽ không biết có bằng hay không, nhưng mà là cùng lứa với anh đấy. Người Bắc phải không? Em ơi, Hà Nội phố tôi còn Hà Nội. Đóng phim Mùa Ổi đúng không? Không, với Mùa Ổi gì đấy. Vâng, chỉ có ai không rồi. Em bé Hà Nội đúng không? Chào mừng sự trở lại của nghệ sĩ Đức Hải, xin mời. Và gợi ý của chương trình, đây là một nghệ sĩ nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ. Nhớ chưa? Một phút bắt đầu. Là nam phải không? Không. À, tức là nữ. Từ rất nhỏ. Người ấy bằng tuổi tôi, đúng không? Sẽ không biết có bằng hay không, nhưng mà là cùng lứa với anh đấy. Người Bắc phải không? Đúng. Em ơi, Hà Nội phố tôi còn Hà Nội. Đóng phim Mùa Ổi đúng không? Không, với Mùa Ổi gì đấy. Vâng, chỉ có ai không rồi. Em bé Hà Nội đúng không? Đúng. Đây là Trâm. Đúng. Năm Lan Hương. Yeah. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Chính xác. Ra gà rồi. Ôi trời, tuyệt quá. Đằng sau. Đóng hồi bé là có cả Lê Khanh, có cả Lan Hương. Đập, quay lại đi. Rồi, xin chúc mừng đội thập niên 70. Các bạn đã đoán đúng và các bạn có 5 điểm. Đơn giản vậy thôi. Hơn đã nữa rồi. Thôi trả lại sân khấu chị Hương đi. À thế à? Anh đứng gần chị Hương thì anh biết anh bật ra rồi. Em đứng em bật hơn này. Cho nên phải đấy lại im màu sáng làm gì. Để đứng gần mình nhá. Tiếp nay mình trao đổi xong nhá. Lâu lắm rồi cũng mới gặp nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Mặc dù cùng là Hà Nội. Cái bộ phim mà nổi tiếng nhất mà nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đã đóng ấy, từ năm còn rất là nhỏ, Em bé Hà Nội. Bây giờ nói tới Em bé Hà Nội thì ngay lập tức Lan Hương nghĩ tới cái gì? Đầu tiên là Lan Hương nghĩ đến đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hải Ninh, người đã đặt viên gạch đầu tiên cho Lan Hương ở trên cái bước đường này. Và sau đấy là nhớ đến những cái năm tháng chiến tranh, biết được và sống ở trong cái hoàn cảnh cái chiến tranh đấy, cho nên là khi đóng phim là cũng có những các cái trải nghiệm và cũng thành công được là vì cũng có cái sự thật. Cái năm mà Lan Hương đóng bộ phim đó thì là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm đấy là em 10 tuổi ạ. Từ 10 tuổi đã trở thành diễn viên điện ảnh. Cái đấy thì nó với Lan Hương nó là cái gì? Nó là cái đà, một cái bước đệm để mình trưởng thành, mình thành công, hay là sau đó có những cái áp lực nào đó nhất định nó đè lên một cô bé? Khi mà thành công từ cái tuổi nó nhỏ và sớm ấy thì nó cũng có những cái bất lợi và cũng có những cái lợi. Cái bất lợi là tức là trong cái thời gian đầu là mình cứ bị chủ quan ở trong các cái vinh quang mình đã có được có từ quá sớm. Thế nhưng mà nó có cái lợi là ngay từ nhỏ thì đã được đi làm và đã có cái đà. Nó có bị một cái áp lực, tức là trong suốt cả cuộc đời làm nghệ sĩ, làm diễn viên thì cứ bị áp lực là làm sao để cho cái tên Lan Hương đóng Em bé Hà Nội không bị mất đi. Là bởi vì là đóng phim thì quá sớm, mà về sau mà mình không tiếp tục nữa thì chắc chắn mọi người sẽ quên dần mình. Đấy là một cái mà cứ phải cố gắng suốt cả trong cái năm tháng. Vâng. Vâng. Thực ra thì gọi là áp lực cũng được, nhưng mà nó cũng là động lực đúng không? Với bộ phim Em bé Hà Nội này thì em có một cái kỷ niệm, đó chính là khi em xem phim thì em thắc mắc, không biết là cái lúc đó nó còn nhỏ, không biết cái bạn này, bạn ấy có biết kéo đàn violon thật không? Bạn ngoan nhờ. Cứ bị ám ảnh ánh mắt. Cái ánh mắt nó rất là trong trẻo, cầm cái đàn violon, kéo cái đàn violon, rồi tránh bom đạn, rồi đi lên xe, và những cái cách diễn xuất khóc với cả cái cảm xúc nó rất là thật. Thì em cứ mặc định là chính người nghệ sĩ này biết chơi violon. Đã kéo đàn violon thực ra là không phải chị kéo đâu. Ồ, cái tay cầm rất là chuyên nghiệp. Chị chỉ được học cầm thôi. Wow. Học cầm thôi, làm sao cho nó điệu nghệ thôi. Chứ còn kéo lên là nó cũng khó khử như hen ý. Hoặc là người ta cứ cho mình nghe cái bản nhạc thì cái ngón tay mình nó lượn theo cái tiếng thôi. Okay. Mình cảm giác theo thôi chứ còn mình không kéo được đâu. Và người kéo lại là một cái cô cũng xem tuổi, và cô ấy là học ở trường nhạc, là cô ấy mỗi lần cận vào tay cô ấy là phải em chỉ là xa xa thôi. Thực ra là cuộc đời em á có hai người phụ nữ,
mà để dẫn dắt em vào cái con đường nghệ thuật này? Thần tượng của em là cô Thanh Nga, thì nói chung là bất di bất dịch rồi. Nhưng cái người mà tạo cái nguồn cảm hứng đầu tiên là chị Lan Hương với cái vai Em Bé Hà Nội. Khi mà thấy chị Hương á, cầm cái đàn kéo á, thì cái hình ảnh đó nó cứ thấm vào người mình á. Thế là anh có biết là em đã khóc lóc cho bằng được là bố em phải mua một cái đờn violon để em đi học. Và em thi vào trường nhạc viện ở đó, Ô Chợ Dừa đó anh, Ô Chợ Dừa. Em đi học ngoài rồi, học rồi, kéo được rồi. Xong rồi đến đó, thầy hiệu trưởng mới nhìn cái tay em và nói là đi bộ củi đi. Không, bộ củi ta tát cho giờ. Bạn bè thế chán. Anh biết không, thì ông chú Quỳnh em còn nhớ rồi đó, là hiệu trưởng của trường Ô Chợ Dừa, cái trường nhạc viện nhá, mới nói là anh chị nên bỏ cái tư tưởng đấy đi, là bởi vì cháu mà có biết kéo đàn đi chăng nữa thì cháu cũng chỉ là lệt phè thôi, bởi vì cái tay út của cháu quá ngắn, mà cái đàn violon là cái cần nhất là cái tay út như này đó. Thế là em thôi. Nhưng mà hình ảnh của chị Lan Hương thì không bao giờ em có thể quên được. Thế em nhớ có cái năm mà đoàn có anh Đức Hải đóng Romeo. Anh ơi, em nói nghe nhá, quý vị khán giả nhìn đi. Thế này mà ngày xưa đóng Romeo đó. Đấy. Thì cái một thời gian đó là chị Lan Hương vô với đoàn. Trời ơi, anh có biết là em tởm tuốt tới mức mà em đi rình rập á. Đoàn ở cái kim tao đàn. Tao đàn ư? Ừ. Thế mà em trẻ con nó đi cứ nhìn xem chị Lan Hương phòng nào. Anh ạ, mà em biết chắc chị ở phòng đấy rồi mà chị trốn em. Chắc là chị cũng kinh hãi một cái con fan cuồng như em á, chị sợ hãi lắm ấy. Xong em thấy rõ ràng, em nhìn cửa sổ nhá, em nhìn cửa sổ em thấy vừa mới thấy bà ở đây, xong đến khi mà đánh nhau một cái thấy bà biến đi mất. Xong mới hỏi mọi người, em chỉ xin chữ ký chị Lan Hương thôi, em xin chữ ký chị Lan Hương thôi. Xong mà ai không biết là ai sổ ra bảo không, Lan Hương không có ở đây, Lan Hương đi rồi. Thế mà em coi như đau đớn quay về đó. Và em rất cảm ơn chị, bởi vì nhờ cái Em Bé Hà Nội mà em mới vô được cái nghề này. Hôm nay xin kể chuyện về Lan Hương, những ký ức này. Ngày ấy và một ngày đẹp trời, chúng tôi diễn ở rạp Tháng 8 Hải Phòng. Thế Lan Hương đi ra báo vai thứ hai bảo Hải ơi, bên kia đường có cái đám cưới. Có cái đám cưới mà người ta không biết mình đâu. Bây giờ vui nhỉ. Em mới bảo là có muốn sang không? Sang nhưng mình người ta có mời mình đâu. Mà cứ theo tao rồi sang. Sang nơi mà ngày đấy người ta chưa phân công là nhà trai ở bên, nhà gái bên đâu, ngồi lẫn lộn thôi. Hai đứa đi vào, ăn trực cái anh. Nói thật mà. Nhà trai thì tưởng có gái, nhà gái tưởng có nhà trai. Xong rồi hai đứa ngồi vừa gắp miếng thịt gà. Em vừa gắp đưa cho cô Hương vừa gắp cái này. Có người đến đây, chào anh chị, bảo vâng chào. Biết anh chị nhà trai, nhà gái, Huyết bảo thế bạn nhà nào, bảo em bên nhà trai, chứ tôi nhà gái mà. Anh em. Chứ đâu có cái gì đâu. Chị nhớ này, ngày xưa ấy, vào những cái năm mà cuối năm 70 ấy, là bọn em là cứ vừa học vừa đi công tác ấy, thì là cứ đi, ví dụ đi diễn ở đâu mà bên pháo binh hoặc là bên đoàn thiết giáp người ta mời ăn ấy, thì hai anh em là có măng với nhau. Anh thì bảo là anh gắp cho em miếng gì thì tức là em gắp cho anh miếng gì. Em mà gắp cho nó cái cánh thì dứt khoát khoảng một phút sau nó gắp trả em cái cánh khác. Để cho lịch sự mà. Ngày xưa là ăn mà cứ tự gắp cho mình là có vẻ nó không được nhã lắm. Có câu là muốn ăn thì gắp bỏ cho người đấy. Gắp đi gắp lại nó về lòng ta. Tất cả những gì mà chúng ta vừa nói đó là giá trị của những cái miền ký ức của con người ở các cái thập niên khác nhau, đúng không? Rất là cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đến với chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Và hy vọng là chúng tôi sẽ còn được gặp chị ở những cái vai trò khác, ở những cái lĩnh vực khác của nghệ thuật. Dạ. Lan Hương cũng xin cảm ơn anh Sâm và toàn bộ tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay đã nhớ đến một Lan Hương đóng phim từ lúc 10 tuổi và bây giờ đã gần 60 tuổi. Đấy là cái điều rất là hạnh phúc đối với một nghệ sĩ. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, như vậy là qua những vòng thi vừa rồi thì điểm số của các đội trước cái thử thách quyết định như sau: 80 và 60, mỗi thập niên có 20 điểm. 3 thập niên còn lại, mỗi thập niên có 25 điểm. Xin chúc mừng.